Xin chào bạn, tôi chị Sao Việt Đức đây, vừa cắt bao đầu cho một chị Việt Nam 25 tuổi. Bạn ấy rất là hay xem kênh YouTube của mình, đúng không? Đấy thì đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt đây các bạn này. Đây là phương pháp mà nó thẩm mỹ chắc chắn nhất. Đấy nghĩa là đây là kết quả sau phẫu thuật này, các bạn thấy không? Đấy, quá đẹp này. Những cái đường khâu các bạn thấy gần như là nó không có một tí gọi là sẹo hết, đâu như gá với nhau ấy. Đây bằng khâu bằng cái chỉ thẩm mỹ nữa, tuyệt vời thật, đúng Hơn năm rồi đã lên lên. thế mỗi lần chú quay tay thì được bao nhiêu phút? Em quay nhanh ra. Đấy, phải quay mỗi lần thì quay cho anh nửa tiếng vào, nhớ chưa? Đấy, về để áp dụng y nguyên thế cho anh. Nhưng qua tầm thời gian em sợ năm rồi. Sợ cái gì? Em sợ không để được. Không để sao được, giống như là chú khóc bây giờ hết nước mắt không? Ông hay buồn cười nhỉ. Chú lại còn lo cái chuyện đấy nữa. Cái ông sợ là nó hết, đúng không? Nó không hết được đâu. Nó chú nó càng ra nhiều nó lại càng khỏe. Những con chết nó lại được ra ngoài, em hiểu không?